Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với phần audio văn học của team học văn chị Hiên. Phần audio văn học này được trích từ cuốn sổ tay văn học lớp 9. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tìm hiểu tác phẩm Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Nhà văn Nguyễn Thành Long sinh năm 1925, mất năm 1991, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông viết văn từ thời kháng chiến chống Pháp và là cây bút chuyên viết truyện ngắn và ký. Các sáng tác của Nguyễn Thành Long không gân guốc, gai góc mà thường pha chất ký, mang vẻ đẹp trong trẻo, thơ mộng và giàu chất trữ tình. Truyện ngắn Lặng lẽ Sapa được viết năm 1970 sau chuyến đi thực tế Lào Cai của nhà văn, được in trong tập Giữa trong xanh năm 1972. Đây là một truyện ngắn tiêu biểu viết về cuộc sống mới, con người mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nhan đề Lặng lẽ Sapa đề cập trực tiếp đến hình ảnh Sapa với vẻ đẹp tĩnh lặng, thơ mộng, êm đềm nhưng không hề điều hưu, cô quạnh. Tính từ lặng lẽ được đảo lên trước từ Sapa đã nhấn mạnh và tô đậm chủ đề, tư tưởng của tác phẩm, vẻ đẹp của người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng. Đảo ngữ còn góp phần đem đến chất thơ bàng bạc cho nhan đề tác phẩm. Nhan đề gợi liên tưởng đến những con người lao động trên mảnh đất Sapa. Họ làm việc một cách say mê nhưng thầm lặng, cống hiến hết mình mà không cần ngợi ca. Chuyện được kể theo ngôi thứ ba, nhưng tác giả lại điểm nhìn trần thuật chủ yếu ở nhân vật ông họa sĩ. Sự sáng tạo ấy một mặt giữ cho câu chuyện mang tính chân thật, khách quan, mặt khác vẫn có điều kiện thuận lợi để đào sâu suy tư nhân vật và phù hợp với chính suy nghĩ của tác giả. Ngôi kể đem đến cách kể chuyện tự nhiên, kết hợp giữa tự sự, trữ tình và bình luận. Tình huống chuyện cơ bản là cuộc gặp gỡ, cuộc tình cờ ngắn ngủi của anh thanh niên làm việc một mình tại trạm khí tượng Yên Sơn với ông họa sĩ và cô kỹ sư trẻ. Tình huống gặp gỡ là cơ hội thuận lợi để tác giả khắc họa bức chân dung nhân vật chính một cách tự nhiên, tập trung, đồng thời qua bức chân dung làm nổi bật chủ đề của tác phẩm. Trong cái lặng im của Sapa, dưới những dinh thự cũ kỹ của Sapa, Sapa chỉ nghe tên, người ta đang ghi đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước. Tình huống chuyện nhẹ nhàng giúp để lại những dư vị ngọt ngào trong lòng độc giả. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhân vật anh thanh niên. Anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Anh 27 tuổi, sống một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2.600m, quanh năm suốt tháng giữa cây cỏ và mây núi Sapa. Công việc chính của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dựa vào công việc dự báo thời tiết hàng ngày phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Công việc ấy đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao. Nửa đêm, đúng giờ ốp thì dù tuyết mưa giá lạnh thế nào cũng phải trở dậy ra ngoài làm công việc đã quy định. Nhưng cái gian khổ nhất mà anh thanh niên phải vượt qua đó là sự cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi, không một bóng người. Đây là hoàn cảnh sống và làm việc đặc biệt. Anh đã vượt lên hoàn cảnh sống đó, vượt lên những khó khăn vất vả để hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Vẻ đẹp của anh thanh niên được tác giả thể hiện một cách chân thật. Ở anh thanh niên có những suy nghĩ rất đẹp, đó là suy nghĩ về công việc, về hạnh phúc và về cuộc sống của mỗi người. Đối với công việc, anh yêu nó tới mức khi mà có người còn đang ái ngại cho cuộc sống của anh ở độ cao 2.600m, thì anh lại ao ước làm việc ở độ cao hơn 3.000m, đó là đỉnh Phan Xipang cao 3.142m, vì anh cho rằng ở độ cao như thế mới là lý tưởng. Anh có những suy nghĩ thật đúng và sâu sắc về công việc đối với cuộc sống con người. Anh coi công việc như một người bạn. Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Anh am hiểu công việc của anh còn gắn với công việc của bao anh em đồng chí, gắn với mệnh và sinh mạng của rất nhiều người. Công việc của cháu gian khổ thật đấy, nhưng cất nó đi cháu buồn đến chết mất. Quan niệm của anh về hạnh phúc cũng rất đơn giản, nhưng đó là một quan niệm rất đẹp. Hạnh phúc theo cách nghĩ của anh là được làm việc, được cống hiến, được mang sức trẻ và trí tuệ của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Ở người thanh niên đã có những hành động đẹp biết bao. Mặc dù sống một mình, không người giám sát, nhưng anh thanh niên đã vượt qua những khó khăn gian khổ và hoàn cảnh để làm công việc một cách nghiêm túc, tự giác với tinh thần và trách nhiệm cao. Cuộc sống của anh thanh niên không cô đơn, buồn tủi như người khác nghĩ, bởi anh biết tạo niềm vui trong công việc. Đó là đọc sách. Sách chính là người bạn để anh trò chuyện, để anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhờ có sách mà anh chống chọi được với sự vắng lặng quanh năm. Nhờ có sách mà anh tiếp tục tự học hành, mở mang kiến thức.
Cái gian khổ nhất ở người thanh niên là vượt qua sự cô đơn, vắng vẻ nơi Sapa lạnh lẽo. Khi mới bắt đầu công việc, anh thèm người đến mức phải lấy cây chắn ngang đường ô tô để được nói chuyện, để được nghe tiếng người. Chữ thèm được dùng rất hay và mang nhiều ý nghĩa. Về sau anh nghĩ, đó chỉ là nỗi nhớ nơi phồn hoa đô thị thì thật xoảng. Và anh đã vượt qua để sống, làm việc, hòa mình với cỏ cây, thiên nhiên Sapa để trở thành người cô độc nhất thế gian, mà bất cứ ai gặp một lần đều mang theo ấn tượng tốt đẹp. Ở người thanh niên còn có những nếp sống đẹp, những phẩm chất đáng quý. Anh tự sắp xếp công việc cuộc sống của mình một cách ngăn nắp, khoa học. Nếp sống đẹp không chỉ phục vụ vật chất mà còn cả tinh thần. Anh thanh niên cũng rất lãng mạn. Người thanh niên trao cho cô gái bó hoa, bó hoa mở ra trước mắt cô gái những điều mới mẻ, rất đẹp, tươi sáng, sự cởi mở, chân thành, mến khách. Anh rất trân trọng tình cảm của mọi người, khao khát được gặp gỡ, trò chuyện. Dẫu phải sống một mình nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến người khác. Sự khiêm tốn và thành thực của anh cảm thấy công việc và những đóng góp của mình âm thầm, nhỏ bé. Khi ông họa sĩ muốn vẽ chân dung anh nhiệt tình giới thiệu với ông những người khác mà anh cho rằng rất đáng cảm phục, đáng vẽ hơn anh. Ông họa sĩ được tác giả miêu tả như một người thể hiện tư tưởng của tác phẩm. Tuy chuyện không dùng cách kể ngôi thứ nhất, nhưng hầu như người kể chuyện đã thâm nhập vào cái nhìn, suy nghĩ của nhân vật ông họa sĩ để quan sát, miêu tả từ cảnh thiên nhiên đến nhân vật chính của chuyện. Ông họa sĩ là một nghệ sĩ chân chính, một trí thức, một nhân cách cao đẹp có đời sống và nội tâm phong phú. Ở ông là sự từng trải, là những chiêm nghiệm quý báu về cuộc sống và nghệ thuật. Ông ý thức rất rõ về cái đẹp mà mình đang theo đuổi. Bằng sự trải nghiệm về nghệ thuật, ông khao khát tìm cái đẹp trong cuộc sống. Ông đã nhận ra vẻ đẹp từ tâm hồn anh thanh niên. Người họa sĩ đã phát hiện ra vẻ đẹp mới ở Sapa, đẹp hơn cả thiên nhiên. Đó là vẻ đẹp từ tâm hồn con người ở Sapa. Anh thanh niên là đối tượng khơi nguồn cho cảm xúc hội họa của ông. Nhân vật cô kỹ sư. Cô kỹ sư là nhân vật góp phần làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn, làm nổi bật tính cách anh thanh niên. Cô đã điểm một nét nhẹ nhàng, duyên dáng vào câu chuyện thú vị này. Cô là một kỹ sư trẻ mới ra trường, bước qua quãng đời học trò chật hẹp, bước vào cuộc sống bát ngát, mới tinh, cái gì cũng làm cô háo hức. Gặp anh thanh niên tựa như một tấm gương để cô soi vào. Cô đã hiểu người, hiểu mình. Nghe anh thanh niên, cô mới bàng hoàng nhận ra con đường đi cho mình, càng vững tin vào con đường mình đã chọn, những gì mình sẽ làm. Anh thanh niên làm bừng dậy những tình cảm lớn lao, cao đẹp khi cô phát hiện ra ánh sáng đẹp đẽ từ cuộc sống và tâm hồn con người. Cô biết ơn anh thanh niên không chỉ vì bó hoa anh tặng cô một cách vô tư, mà còn vì những bài học sâu sắc anh truyền cảm hứng cho cô. Cô kỹ sư đẹp như những bông hoa giữa mây núi Sapa lặng lẽ. Ngoài ra, tác giả còn miêu tả những nhân vật khác như nhân vật bác lái xe hay những nhân vật xuất hiện gián tiếp trong bài. Nhân vật bác lái xe được tác giả miêu tả là một người tốt bụng, vui tính, cởi mở, nhiệt tình và hiếu khách. Bác lái xe bằng cách dẫn chuyện đã kích thích sự tò mò của ông họa sĩ và cô kỹ sư, góp phần làm nổi bật nhân vật anh thanh niên. Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian, thế nào bác cũng thích về hắn, một người anh thanh niên 27 tuổi. Về ông bố, tác giả miêu tả cháu có một ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cùng viết đơn xin ra lính đi mặt trận. Kết quả bố cháu thắng cháu 1-0. Hay ông kỹ sư ở vườn rau Sapa, ngày này sang ngày khác, ông ngồi im trong vườn su hào, rình xem cách ong lấy mật, cách tụ phấn cho hoa su hào, để rồi được theo ý mình. Tự ông cầm một chiếc que, mỗi ngày 9-10 giờ sáng, lúc hoa tung cánh, đi từng cây su hào làm thay cho ong, hàng vạn cây như vậy, để củ su hào nhân dân toàn miền Bắc nước ta ăn được to hơn, ngọt hơn trước. Hay tác giả miêu tả anh cán bộ nghiên cứu lập bản đồ xét, có thể nói đồng chí ấy trong tư thế sẵn sàng, suốt ngày chờ xét. Nửa đêm mưa gió rét buốt, mặc cứ nghe xét là đồng chí choáng choàng chạy ra. Như thế 11 năm không một ngày xa cơ quan, không đi đến đâu mà tìm vợ. Đồng chí cứ sợ nhỡ có xét lại vắng mặt mình. Đồng chí đang làm một bản đồ xét cho riêng nước ta, có cái bản đồ ấy thì lắm của lắm bác ạ. Của chìm nông, của chìm sâu trong lòng đất đều có thể biết, quý giá lắm. Chán đồng chí cứ hói dần đi, nhưng cái bản đồ xét thì sắp xong rồi. Và cuối cùng là anh bạn đồng nghiệp một mình, thì anh bạn trên đỉnh Phan Xi Păng 3.142m kia mới một mình hơn cháu, là khí tượng, ở được cao thế mới là lý tưởng chứ. Họ đều là những con người vô danh, đại diện cho các lứa tuổi, ngành nghề khác nhau, nhưng ở họ là một sự nhiệt huyết, âm thầm cống hiến sức lực và trí lực của mình cho đất nước, nhân dân. Họ, cùng với anh thanh niên, chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho câu hỏi,
Sapa có lặng lẽ không? Và quả thực, Sapa không lặng lẽ, Sapa cũng ồn ào, sôi động bởi luôn có những con người luôn lo nghĩ và làm việc như vậy cho đất nước. Chất trữ tình của tác phẩm toát lên từ vẻ đẹp của thiên nhiên Sapa. Đây là những nét hữu hình của cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của Sapa. Vẻ đẹp của thiên nhiên Sapa khiến người ta cảm thấy như bị cuốn theo nhịp chạy của mây hay sự lan tỏa của nắng. Biện pháp liệt kê kết hợp cùng những hình ảnh nhân hóa đầy chất thơ đã phô bày tất cả những nét đẹp riêng, thật độc đáo của thiên nhiên Sapa. Với con mắt của nhà hội họa, chỉ là những nét phác họa nhưng cảnh sắc Sapa hiện lên vẻ đẹp như những bức tranh sơn mài đẹp đến hai lần. Cái đẹp của bản thân tự có mà tạo hóa đã ban tặng cho Sapa, và cái đẹp có tâm hồn người nghệ sĩ. Vẻ đẹp của thiên nhiên Sapa làm tôn lên vẻ đẹp của con người Sapa. Những đỉnh Yên Sơn, đỉnh Phan Xi Păng cao vời vợi cho ta nghĩ tới những con người ở tầm cao của sự hy sinh, cống hiến. Cái hừng hực dạo rực của nắng Sapa đến nhiệt huyết rừng rực đang rực cháy trong con người lao động nơi đây. Cho chữ tình một toát lên từ chính nội dung chuyện, từ cuộc gặp gỡ tình cờ mà để lại những dư vị trong lòng mỗi con người. Nguyễn Thành Long đã viết lên những gì vốn có của mình với tình huống chuyện nhẹ nhàng, hợp lý, thú vị mà thấm thía. Cách kể chuyện hài hòa giữa tự sự, biểu cảm và nghị luận, xây dựng thành công nhân vật từ nhiều điểm nhìn, cùng những đoạn đối thoại, độc thoại tự nhiên, tinh tế, chất thơ đậm đà toát lên từ nội dung tình cảm cho đến những lời văn nhẹ nhàng, trong sáng. Trong tạp chí Nhà Văn số 3 năm 2013, tác giả Đặng Ánh Dương có viết: "Đọng lại khi đọc lặng lẽ Sapa là niềm vui đang cựa mình trỗi sống, là khát vọng được cống hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước bằng sự nghiệp giản dị mà cao cả của mình. Hạnh phúc nảy mầm khi mỗi con người ý thức được phận vị của mình và hoạt động tự giác, hăng say với tất cả những khả năng mà mình có được. Qua một cảnh ngộ gặp gỡ với mấy con người giản dị, trong truyện ngắn lãng mạn diệu kỳ, Nguyễn Thành Long đã khơi gợi trong lòng người đọc biết bao suy nghĩ, lặng lẽ và âm thầm, hào hứng và sôi nổi, ngỡ ngàng và lắng đọng. Truyện ngắn đã gieo vào lòng người đọc cảm nhận sâu sắc về hạnh phúc và sự lan tỏa của hạnh phúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe phần audio này. Chúc các em học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong những phần audio tiếp theo. Tạm biệt các em."